Và chắc nó khả năng mê rên đi và môi nó cứ sầm khánh. Bởi sao này dương ở trái configure network ở trái thế dương mình ai vừa ca access resource rồi có share resource nó khả năng network bạn đấy. Né. Chẳng bởi sao dương mình trái configure IP address subnet mask gateway chẳng dương là access tới căn internet rồi có resource trên trên lên network bạn đấy. Chẳng được nâng tập bì mê rên này dương mình trái configure tầng ổn này. Chân introduction basic network terminology về ban chụp chả nói nhưng chưa chân network feature terminology tiếp theo chúng mình nâng feature mà chúng muốn để dùng trọc đấng hay nâng network terminology khi gần lực khi thơm để dùng tên tài chụp được gặp ra ra cái cơ này dùng trọc ra nâng nâng network mà chúng muốn IP address nhưng bạn đang tích tí ở cái làm lực tích y tế hay nâng cho đó việc configure network device để làm nâng cao nâng Linux và hay nâng bên network tool có utility mà chúng luôn tiết để dùng ai pra làm bay mơ vô làm miền làm pin network tăng ổn nâng nâng bên miền tài mua tế vì miền trả chạy dân đang hai làm bay ai mà xin bỏ dương mình tha xin đại tâm nơ ca đòi Windows cả đòi, đòi Linux cả đòi, đòi cả smartphone, đòi cả sợi tạng ổn. Cứ vì vì ai kia tốt nghiệp bán lời network bán cứ đại xa vì miền phùa miền là bọn network. Và hãy feature bảo vệ thì cả lệ hình ảnh thân bắt bảo vệ xem xin là dân tra ổ bà cứ thể chân tầm bày phơi cả serve đưa cả rục rục ra chỉ explore lời network đưa cả lời internet. Và chúng ta đang bay lên social media trên trên được chia Facebook được chia entertain YouTube được cả server cam nhà xa được chia email ở trên trên được bay nhà đang bay tụt tua hay nên can nghe chia sẻ trên trên biết được chia cả lên game local cả đôi được còn lên online và chương bản thân là anh cứ feature box system rồi cả operating system mỗi mỗi đề dân tra về đồng bày càng nghe tầng ổn này chứ đồng bày ở dân ai thua càng nghe tầng ổn bán cứ dân trao school dân trao check vì rồi biết configure và system tầng ổn này chứ system tầng ổn này để dân trao ca chạm bạch đồng bày ở dân ai communicate nơi lời này vượt bán thì bạn ấy cứ miền IP address subnet mask gateway host name rồi rồi DNS thì còn nó cứ sạch tài chế phù là miền network chính là Linux provide you several tool to both configure your network as well as monitor how it's performing chẳng Linux cứ miền tool cho là những ai prapra bán đảm bày thuốc cả configure hay là monitor resource bởi dân được ổn nâng network chẳng tool được ổn nâng dân khơi nâu mình tập tập tiếp chứng kiện tôn chỉ muốn network topology và terminology cứ miền trán để dùng trao scroll và dùng ai scroll thì muốn rồi mới tiện tôn chỉ muốn copy miền computer network vẽ môi vẽ pin nhưng chưa thả ru miền tây miền hải chứng terminology để dùng tên tập ra ra nâng network cứ bây giờ mới thì mới cứ host dùng thuật lưu host nè và sau giờ thuật lưu dùng lư nó bên này hay dương trong chạm tàu khám mục tiết dương đừng ra bị host rứt có miền biển một cái node nè node D đấy nè miền node this node đây host và nó không network cái para pizza host nè chẳng sẽ cái host host cứ chia basic computer host cứ đôi tại computer đấy và tại bản thân dương dây tại computer mình học bản thân là dùng dễ để phía trên thì dùng skill tại computer computer này tập bất computer có chia host đấy chứ host cứ chia basic computer thì thay in reality many other device are also computer chứ device same same có chia computer được như thế được chia cái và phone smartphone digital music player và miền television đào dụ kiện sản mai IoT tiết là Internet of Things
chẳng dừng miền đi vai cho nên trên để tiện tôn communicate nơi network bán phải có cứ cứ hào thả host và vậy khai cứ host cứ chia một phép đi vai để ra đồng bày tiện tôn kia nơi network để ra ra IP address đồng bày tiện tôn kia nó cứ hào thả host này chẳng dừng mơ cái state cái này thả mạch in networking term host cứ chia any device that communicate with other device nên cứ host và chẳng nên nhầm lời dụ thì họ bà miền tiền xây cái computer desktop server pool plug bàm xin bọc khóa ao tu smartphone LAN access point đi đôi television đấy và anh ấy xây cái chứ còn hà bà ta ngon lắm ôi ta via tra tra network nằm bay communication chỉ môi device xem xét cứ như ôi chúng ta về chia host và tất nhiên chậm lại đấy và xâm lạm nhân mình chậm lại đấy hệ còn vui phơi người chia host đấy fan người chia host đấy và đợi điều kiện internet of things này cứ robot tiếng anh nó cứ nâng tập đoàn cấp cường đòi network network chẳng đó là điều kiện Internet of Things rồi device tăng ổn nâng để miền nó không tiếp bởi dưới nâng cứ ai nâng sắp tập ra network đồng bày cực cổ nè, đôi chơi ghi bởi nâu kê miền hai phần tay nâu dưới mình sau chia sẵn bố và để tiết dưới ra network rồi có computer rồi có smartphone đồng bày bắt bạc tực lên thuyền chàng xây xin tự chuyện và machine bỏ khóa ao, machine chấm ăn, machine dây dây cứ tay thiết cứ nâng cấp cơ nó lên network, đây network thì ngon. Chẳng hạn nó cứ tăng ăn nó, nó bây giờ chưa làm cái nó có chia host đây kia đây. Nó đã sai, vi miền prapra IP, vi tra ca communicate chỉ mua kia từ bên dưới một. Chẳng vi khai từ chia host. Network, những đơn hay network cứ chia collection of two, rồi còn more host. Rồi có computer, nhưng như là computer, nhưng như là host data cứ chỉ ca bộ một đồng là computer P được gọi trả hay và mày tiết chúng ta cứ communicate chỉ mới khi được mình tầm một bà sân chia cứ anh tài bộ một đồng cứ anh tài miền đạn là không bật tốt buồn đắp anh tài bà sân chia ở miền chụp xe ở miền chụp wifi đồng bay communicate chỉ mới khi thế nên có vì mình khai được chia network đấy và chẳng lúc ta ta về chụp khnía làm bay tiện tôn khnía nâng bằng những ở chung thảo về chia network chẳng riêng là cả chụp về ai chụp được para xe rì có wireless nói riêng bạn đừng hỏi twisted pair cable optic cable coaxial cable rì có para frequency cứ wireless và ní cứ chia phần network vì miền tràn sân thang trong một thời tiết vấn đề riêng ở bản detail đấy riêng là vấn đề đối với topology từng ở này nên cứ như network topology riêng bản riêng cả thì cho mình muốn muốn hay và để chỉ computer networking one ấy ở riêng riêng này miền mesh miền ring star burst tree được phiên ứng all điện network mấy cái cắt thôi là internet đấy cái internet thì cứ chỉ ưu tiên hơn này network và internet với cả làm là sao network tràn cùng chỗ kia network mấy người dùng đồng bài chụp device được cả host tràn chỗ kia tập network tràn xây kia chụp chỗ kia tỏ tiết và các bạn được chia internet để bị ai connect kia worldwide được cả nơi là bị phục lộc bạn thì từ đó cứ cái thảm ấy it consists of publicly accessible network that connects millions of hosts through the world. Nên bằng việc khai được chia internet. Và riêng thêm một tập tiết cứ wifi. Như thử lọc lưu ấy hay dân cập bụng đẹp ra hay dân cập bụng đẹp rốt nấu nó không wifi đang lọc ngày này. Wifi cứ chia lại mua này không wireless. Bạn ấy thà dân đặc biệt là dân chụp rồi có đợi hình chung tên lần này tam là dễ áp miền xẻ tam là dễ lột thiết đặc cả nó dường như thế chứ nó cứ wifi và nó thêm wifi vì
chip này mua này wireless bác sĩ wireless cứ biết tụt lùm từ liền đồng nhé ok nè cần được chịu từ họ thế và cứ chia wireless access point để biết là mình broadcast wireless signal tới client device same tiền bạn server và sẽ tại những cái này sẽ cái server cứ làm bài provide service tới client tới tiện tiện chuẩn a host that provides service to another host được gọi client như hai thái server trên server mình chọn một hết được chia web server mail server database server file server để chọn sản tiện này và proxy server accounting server message server chứng nó cứ ở tại chỉ một phần system đang lại là đẹp đau service tại host đó tại sản tiết rồi còn tại client nó cứ ở một thằng server nên chỉ niệm bấm ra service và service cứ chỉ feature để miền là khả năng host bao nhiêu để dùng ra làm bài bắt đầu tại host đó tại sản tiết này nè service đối với prapra email chẳng cứ dùng trau cap service robot package để tâm lang email nè SMTP rồi có pop pop 3 rồi nè nó cứ chia về service và sau này dùng lang web server chẳng cứ service bảo biết cứ HTTP rồi nè sản phẩm bắt đầu web page tới client rồi client và cứ chia nét đấy từ tour resource về server nên đặt ở tour resource tức là service thì kể nó cứ client này và anh router và router tức là những cái chúng ta biết là gateway và router tức là gateway chứ những đại lưu IP default gateway và tạm biệt IP default gateway cứ bạn thay chia IP của router dùng router nó bên nào bây giờ chúng connect được rồi nhưng còn access tới căn network khang kra và dùng trò cả router cho nên người ta router cứ chia machine và vì ai chia machine desktop laptop của dùng có ai cho được thôi chia router bạn thấy rồi vì ai chia device để cái build sản phẩm function tại router nên thêm một mục nên tầm đó các bạn cứ chia machine để connect host from one network to another. Và chế dân ưu tư hồ này cứ chia ra tới này cứ chia LAN network bởi dưỡng private bởi dưỡng nó bây giờ trong khi này một căn internet chứ có ưu tư hồ thầm biên network na môi xe hình tiết kháng crowd này chứng đồng bây ai tự bán cứ tự tự dưỡng miên ra tới này này đồng bây ai network này ai xe một căn internet chứ có xe một căn PC cái này bạn á, nên cứ yên cho một thằng router. Chế thu tấu, nên bây giờ khai ấn trong access căn network sinh tế, nên lực khai ấn cứ trao miền IP gateway. Cái IP gateway nó cứ chỉ IP là bỏ router, nó không router này. Chế yên chấm nằm IP gateway cứ chỉ IP là bỏ interface gateway, chỉ IP là bỏ interface router để chụp một căn plan bỏ dừng, network bỏ dừng. Mình men IP interface để chụp cái network xe như thế này. Thế giờ IP nó được configure nó thôi chia default gateway nó là network device bao nhiêu cứ mình ai tiện tôi mình bàn thế. Và chương router miền bắc đại tràn này là thập khởi group chương chương phục vụ TP link, Pro link, D link và chương bỏ enterprise cứ bỏ Cisco router mà miền Cisco router miền Microsoft router miền Huawei router có phải là đây HP Dell có plus network device chẳng 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 network package và dân đã thuộc lưu network package chứ nó phải là dân send data vì host mua từ căn host mua trên tiết data đang ấn các bạn khi bấm lên thì bấm bay nó segment được hai là package này anh tôi chụp này tôi chụp piece tôi tiết đồng bay với ai đợi chúng bạn lực xe được wireless mình men dân sinh data 10 megabyte về tôi mà đong chẳng 10 megabyte chẳng đo chẳng hình á chẳng
algorithm được technology về một bài đọc mấy cái bài nó ưu thơ thật xe dân support bằng bằng kilobyte với bằng bằng megabyte ưu thơ thật 300 kilobit per second chẳng viên nó bằng bài đọc mấy cái bài nó thử mấy ơi tôi chia bằng bài đi chạy tôi chia 300 megabit per second đó thì bằng 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 này bằng bằng đấm bằng việc chun mà đấm nên mình nên đọc mấy cái bài thì chun bàn đang đọc nông tê môi vị này thì nông tê chẳng vì Asrai đây là network media bởi dương thảo vì ai đợi chung bàn thông bằng bằng nà IP address và IP có việc thay cái Internet Protocol vì cứ chia layer tỷ bấy nó không OSI mùa đẹp và rồi vì chia logical address đại dương ai vô việc tỏa sang lên nà của bán bạn tên bà sinh dương đi dây nó lên network vì mình ai xuân khi nè bàn đề nữa ở đây đập bò khi nè bàn đề nên cứ chia IP address dương bà nằm bay ở cái nằm bay ở ai nằm bay đi bán ai tiện tô khi nè bàn nó lên network đại chân host use this number to address đó nằm bay sầm call nó to address network communication. Chúng ta sẽ dùng vô về tất cả này ná. Cứ dùng đặt được năng host rồi có computer, rồi có network device thế on này. Thế tốt như mỗi năng IP dùng năng lưu biệt network mask rồi có subnet mask. Chúng ta sẽ dùng miền IP 192.168.1.1 subnet mask chúng ta sẽ P25 P25 default classy P25 judge so chứ này cứ chia sẻ mà nhưng ra làm bài gì nhưng nói thà IP cứ bị chạy trên từ chia buôn lọc xâm khăn khăn được cả buôn octet buôn octet octet mùi mùi cứ smart man không bài biết lại ở hai đấng và chẳng sử dụng IP version 4 cứ miền 32 bit IP version 4 nó cứ miền 32 chẳng sạp nạp mà miền tu là tí ấy kì cứ cái chân network mask nó cứ chỉ number system that can be used to define đầm bay cầm not đầm bay row ấy khơi thả ta IP address nó cứ trao bán kì xâm lại cho thả viên được thằng network mùi nà chẳng vì bây giờ chỉ nhận prompt đen cho nhận cầm not đen là bỏ IP nâng thả ta IP bên nào đó ná thật được trong network mới nà rồi còn trong network mới nâng ai prapra IP pi ní từ đó IP nó bảo nâng cứ về trên nè cầm nọt chiến về define tầm hôm rồi IP trong mà network mà này because of how router perform the function network have been clearly defined từ chia chọc chứ em mới nói những khơi sạp nét mát cứ P25 được sử dụng chứ bà này thật sạp nét mát bảo viết trầm nét bà này nét vương viết cứ bay ọc tẹt tập vùng chứ mà rồi gặp P trên bộ hồi dùm bay chọn mũi nó cứ chia nét vương rồi chứ phần của nó cứ chia họ sử dụng có IP ở đây là những ai vô tao và xa anh ấy đi bài bảo dưỡng được không nét vương bởi gì chứ bà xanh chia nét vương nó chọn mũi IP này chọn mũi hay bên IP một tiết 192 tại đấy nè chơi P mình mà đò trên IP này cứ tập bán sản ở trong network xây cái này nó được sai bây giờ tại tập bốn cứ việc xây cái này trên IP này cứ tập sản ở trong network P xây cái này thế trên IP tập bán cái gặp mặt dạng bài tiết ok dạng bài tiết đây là miền dây đi theo thì IP tiết mình thấy dạng cho host name dần host name cái đó chỉ mua bao dương này nè đầm bay ở dương nghe sửa sửa cơ nghe sửa prà hảo nó không cao đâu bao dương sắp ngày chẳng này tạm bứt mình dương có miền ta sinh nhà nó miền ID phần đây dương mình đây nâng tra ID nữa nâng bay communicate cho mùi kia này nếu Mr.
số một pi bay bốn trăm tập mà phải như thế này nhưng mà nhưng miền cao của bạn cao tới là ID này chẳng cứ dân miền chmu chẳng không network được như thế rồi dân pra IP IP chỉ được tới cứ vì recognize ban là sa system chỉ nhận pra còn tới xem rap người dân cứ bạn cao tới là chẳng người dân cứ pra host name chmu chúng nó hỏi lấy IP address này nằm bằng nghe xưa nó không cả chọn chẳng chẳng nhưng bà bà host name chẳng host name nó không network nó không network mới trao tệ unique này nè chúng nó lên network tệ mới mình ai chọn khía bàn để tất cả là chọn khía nhưng thưa ở miền bánh hà nó không cả tùm nệ tùm nông khía chẳng host name nó không network cứ trao khai đại khai cứ trao tệ unique. Bây giờ như là network, online internet tính cả đôi khi này đấy. Chứ như đây khơi miền domain website là để miền một đôi khi này đấy. Ui thôi là facebook.com mùi hết, miền trong quân mùi tiết cho mua là facebook.com mùi tiết bà đấy. Bà, chứng, ọt bà này. Chứng cứ trở về unique. Nó là network dân ở đó, rồi nó là internet cả đôi khi này đấy. Ok. Chính là this make it easier sản phẩm human đồng bài address network packet to another host đối xa chmua cư về nghe sử dụng sản phẩm mà nửa dưỡng nửa hàm chỉ chiếng dưỡng pra lệ host name a translate tới chi IP address chính là phê chiếc đáy device để dưỡng pra để dưỡng search ưu thoi dưỡng search google.com chẳng tạm biệt việc cơ google.com đấy cứ việc đăng ký cả bỏ pre từ chỉ IP address chẳng bật tiện đâu như muốn đăng ký bỏ pre từ IP address nhưng miền terminology mới tiết cứ DNS nhé chẳng DNS cứ chỉ niệm bỏ pre thì IP address từ căn host name hơi nâng từ một bên thì host name một căn IP address okay. DHCP server nó dynamic host configuration protocol và cứ chia server mới chỉ protocol mỗi đây chúng ta làm bài sản full main network đây hay là full main network là chỉ host name IP address subnet mask default gateway network DNS chẳng nói hạ thà full main network đấy nhưng assign từ nát assign từ ở client với cả host đây swipe over đấy chẳng in the world of computers, protocol is well defined. Và các bạn kia cầm nặp, chẳng chấp luôn. Tức là set of rule. DHCP define how network information, network information, network information để nhóm đẹp luôn mà chẳng. Mình được chữ IP, subnet mask, network, cứ chỉ network information. Is assigned to client host. And DHCP server is the machine that provides this information. Chẳng hình mình DHCP server hay là DHCP client. Đã. DHCP server cứ việc bà đồng bày assign phần mình network tới client. Vậy DHCP client cứ việc bà đồng bày tự tuốt phần mình network bị server này tại Survivor World. Và chẳng đi này cứ việc bên việc domain name server. Nên định bộ bà đấy. Class cái state là domain name system, class domain name server đang tham mưu là phải bật luôn mình tên, phần tay vì ở đây được thực hiện server system. Cái nhóm riêng bốn cái domain name system, lớn trên domain name server. Ethernet, và Ethernet cứ chia most technology protocol mua để cái phương tập pin để dùng sập thằng ngày này đấy. Nè, dương nên lên network chỉ từ đó cứ tra ban cái para internet đây, đấy, xem ra chia media chia vị trí xa để dùng para làm bài chụp thì network device mui rồi có host mui được căn network host mui xem tiền, đấy, để dùng para xem network dùng rồi thằng ấy nó cứ chia một phần internet đây, đấy, xem internet RJ45 nữa. Miền cat 5, 5e, cat 6, cat a đó. Nó cứ chia một phép standard của Ethernet. Chẳng,
là the most common way to technically connect host into a network. Ethernet cable chụp cái network card, network card được gọi là NIC, network interface card. Hey, that support Ethernet communication. Ethernet cable hay những device được chia router cả đời, PC machine bởi riêng cả đời, specifically designed để bay support những different speed. Chẳng, network device bởi riêng được cái NIC rồi ngay cứ về miền support speed same same bị khnề được tam chủng ngân được cái tam version bảo vệ. Được chia Ethernet thì cứ đọc megabit per second để bây ai đợi dùng bán. Từ một tiết viên miền fast Ethernet, F Ethernet, cứ bị ai đợi dùng bán mà rồi megabit. Nói khẩn này, ok, phát bán gì? Và fast Ethernet mà rồi megabit, gigabit Ethernet cứ bán 10 gigabit, đọc gigabit mà rồi gigabit. Nó cứ chia version, chia series và Ethernet standard technology. Trên ưu thờ nhưng chạy mẹ ties of Ethernet Ethernet cable. Và trên viên miền Cat 5, Cat E, Cat 6 speed bảo viên bởi màn, đặt dùn bàn bởi màn Cat 5, Cat 5 E, bàn mọc bần mê, rồi gặp mọc chi Cat 6 và phần mê được gọi mạch chi mình chạm sẽ tiết miền mạch chi thần chi và nick say is net say dựng đọc công chữ đời rồi ngày nắng chữ phết UTP được gọi STP ok. TCP. TCP cứ chia protocol mùi đấy để trao bàn kì này dùng bộ cho mùi năng support cho mùi năng IP năng đồng đồng đấy. Để bất biến mê là TCP để gọi một tiết kì bởi chỗ IP làm lớn đại mùi năng IP. Chẳng Transmission Control Protocol Internet Protocol TCP IP the fancy name xâm lạc collect a protocol collect a protocol cái protocol bay đợt flow nào muối rồi vì ai cái đó của đảng nó cứ chia nằm rồi rồi chương TCP IP nó cứ chia set rule hay vì mình mang miễn đại protocol muối để không nâng thế cứ vì miễn protocol suit same same tiết để vì ra làm bay phục ca tầm đẹp tầm đông chia muối nâng layer same same tiết nó không TCP nâng nhưng nếu chán TCP IP layer TCP IP model TCP TCP IP model មាន អី គេ ខ្លះ មាន ប្រមាណ layer ស្អី គេ ខ្លះ click i បាទ ជា មាន TCP ទី under TCP IP ឥឡូវត្រូវបាន គេ បែងចែកទៅជា 5 layer ហើយ ពីមុន មានតែ 4 layer ទេBut application, transport, internet, data link, hay năng physical. Cảm muốn, năng này cứ cho bọc cho khỉa tới chìa mùi. Mà năng trong OSI model, năng trong application cứ miễn bay layer năng 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 ấy. Miễn application, session, presentation. Bởi vì nó cứ đôi khỉa. Và thế với đại plate cứ vì muốn năng này cứ ruộm bọc cho khỉa tới mùi thì tập về lý, cái mốc thì bài tiện. Tên là bài thamay thamay để cơm hôn network renovate thamay thamay nếu như làm people mà pay này bàn chân anh ấy chỉ pi là người vì muốn bên tờ mùi hoặc là một thả data link và anh ấy cứ chia TCP IP protocol model layer dân dây pi IP address tự vĩnh IP address là bàn vì miền tập bước về miền tờ version 4 6 vì miền version 5 bên đây vì ở chụp cháy bên đây vì chụp cháy từ lời version 6 nè IP address miền IPv4 hay IPv6 ấy
chẳng IPv4 việc different với IPv6 mấy cái lá using cap bộ miền phía chờ bảo vệ là người nó chỉ tôi nhưng mà IP version 4 việc tập ban cái chạy tranh được chia buồn 4 octet nó không mà octet kêu mình bằng 7 bit chẳng bằng 7 bit nên cứ bởi sao dân cực từ chia decimal cứ mình đặt từ số nó đã bị hai sập ra mình ở miền ai IP bởi dân ở miền IP lấy pi rồi hai bộ môi được pi rồi bảy pi rồi chết được rồi từ IP lấy bảy rồi chạy mà rồi chạy ở đây nè kiểm tra khơi miền IP lấy bảy rồi chạy đọc chạy ở đây này chẳng không bằng bảy biết nó cứ via support tại pi số từ pi hai sập ra chẳng không mà octet cứ mình bảy biết chẳng vì mình muốn octet mà nó sẽ là pi bit lẻ IP version 4 chẳng nên cứ tầm rồi màu vẽ ưu tiêu hóa chứng tố tá bởi sao tố tá nhưng dùng pi xoay quân xam giật pi chứng bởi thay viên miên vì ai viên miên IP bởi hai chị buồn chạy bay bị liền đấy buồn chạy bay bị liền chứng xâm rạp IP version 4 phần tế trao ban kia pra xin ta ở hơi xâm rạp IP public nhưng bởi thông khăn cứ public đại xa public cứ IP đại dương pra làm bay assign lời device lời host nó lời thì phục lộ để ai tiện tông hệ bản dựa IP private, IP version 4 private dùng bản dựa thì nó cứ việc mình chế ở đây đấy, tại sao việc private trong hôn mùi mút IP đổi đổi khi bán tại sao việc nó không ông có việc xây nếp dựa nên là rồi chẳng kì chúng ta được lấy IP public để việc ở thứ hai nhé chẳng là phê là một đồng việc ở technology vì cơ network trao bằng khi các lệ nạn vì xem được cả feature được cả protocol xem để trang tiết muốn nâng trên châu đó IP version 4 vì muốn cứ kịp ra ra thông là class full là class full của thoại IP class A chẳng đọc cho xôn chuyện mua chẳng mình là làm bài đấy mà xôn trẻ sai mà nên cho khang nào hãy cứ ra bàn tay ông có việc nừng ở đây ra ở đây vô đọc cho xôn cho ấy nó được ra ra trên tiền còn một tiết kế bàn thôi chia CIDR CIDR class lane determinant routing cứ dùng vô IP nó được thôi subnet nó được chạy IP cái dùng riêng vì cho mình một nấm tập về thôi CIDR rồi hãy cái được thôi VLSM tiệt VLSM nó vài bỏ lên subnet mà subnet này mà toàn thấy vô à là tập hóa lên sắp nè tôi sắp nè mà toàn tiết mình gọi là VLSM đấy. Ok hai bữa tập vì nó tiết kỳ có miễn thuê chia architecture một tiết nạt nhưng để thuộc lưu nạt đấy và cái tập ban cái chạy IP chúng ta chia private hay cái bậc nạt nó đồng bài bỏ private IP private nó hoặc tôi chia IP public đồng bài ai riêng ai access được cắn network hàng ground với cả internet bạn IP version 6 vĩnh IP version 6 vĩnh cứ viên miên vào vay mà rồi mà phải 7 bit nhưng cơn mới bằng màn đoàn này IP version 4 và buồn đỏ nó sang dự pi sang dự pi của nó buồn bằng bàn mà rồi mà phải 7 bit chẳng chả là mình tên IP version 4 thì chả là mình tên chúng ta bằng cái bậc design này sang phần modal cao thấp bảy, mình phải bảy mươi phần bảy bit, nên cứ chia tầm rộng của họ. IP version 4 cứ para hexa decimal, hoặc para decimal của phần cô đọc dương thông đa thế, cứ para hexa decimal là phần cô đọc phần mười. Chẳng, tại sao bit về chán, chẳng, đầm bay bằng ruộng ca sẽ xây nên là ca đã chán thì para phần cô đọc phần mười. Chỉ gì đang nói là phần cô đọc phần mười cứ miền đọc phần mười có một số nó từ đó là phần bốn hai năng bị e rồi từ đó f bị e rồi từ đó f và chân kia sẽ xây chia một phần của lập một mô hệ xa đi xa mó và bằng kiểu phần bài tranh tôi chia phần màn ít phần bài mỗi pi bay buôn trăm phần môi bếp phần bài chia phần bài chia phần bài phần bài phần này phần này hay không mà phần này và phần này cứ miền đọc của mùi hay xa đi dùm mọt đọc của mùi xàm phí hợp buồn và
32 16 trong mà này cứ đọc bằng mũi bịt trong mà đâm nó cứ đọc bằng mũi bịt sẽ dùng bài tập chuyện bịt chứ là IP và xem xét những cái phương than nhưng mình ai para para bàn ở thế cái ai vô tập para para đó than được gặp học sinh địa bàn nè bị chơi mình tên yên sạ chạy mười mấy number of IPv6 address này có bay mà về chẳng chơi mình tên chẳng ở vì cái thà này nếu sang cái thà về chơi ăn smart nâng crop sạch nó lơ phục bàn đầy dừng sẽ dừng rộp crop sạch ốc cứ dừng ai rộp IP version 6 nâng ốc vì trẻ thà khá nữa cái thà chẳng dạ rồi long to call IPv6 address là cái gì ở cái này nhé hello rồi mình cứ tập bài nhâm thuật an mới cái thà bây giờ những an sẽ những rộp mỗi vị địa ti ban mà lấy những tất cả nhâm này về phần màn rồi phần chân nó phần bây rộp IP và sân sức ọc cho nên nó kia là miền gì ok rồi nè thế tôi như mỗi nâng cao không thích cơ tầm đó và chúng nhận được hai phần mềm của network cứ miền IP address tạm được mà kẻ về tin S network ở đây chúng sửa thà bắt sai những configure này là Windows bao nhiêu cứ bạn đã có thể check configure ở hai nhưng châu là khả năng network setting bao nhiêu rồi nhưng châu cái này này nhưng có thể bài lại và nếu cứ chia phần mềm network để nhầm miễn đồng bài ai access tất cả internet bán sẽ dùng trong configure trong configure giải mạch nhưng ai property là về mà đám ấy nhưng chưa rơi vào IP version 4 hoặc IP version 6 là cái gì và rồi nhưng assign nó IP là gì mà nên cứ assign cho đến là static và sau này dùng ở về obtain BDHP server chẳng dùng ở về obtain chẳng mà về nâng tự tôi ban BDHP server về nâng client chia DHCP client nên là trong Windows, những ai prapra tam interface graphic GUI, những ai prapra tam command line các bạn, tại là trong Linux các đôi khi đấy, mình khó khăn thế. Cái configure, những ai assign việc đòi tơ các bạn, những ai pra DHCP server đồng bày ở việc bảo hộ đồng bào các bạn, nè. Chứng, cái assign từ lớp phần interface là dùng phần là prapra, tại dùng dot share, prapra share, tức là dùng prapra vài lần và sau những prapra sẽ những chỗ tự lên option tự bỏ sẽ và sau những prapra vài lần những chỗ tự lên option tự bỏ vài lần mình khó khăn như thế thế xem ra một trong lên nơi và chúng ta bay assign IP address cứ những chỗ tự nóng vì mình bị thi sát trơn nó sẽ xem cái này thi sát trơn bằng nơi khả năng này nhưng mà strong chanh mô bị dù bình tu mà phải chúng dùng cho trong activity show application rồi cái ai search cho mới setting này các bạn khăn cho tôi đào setting này chúng dùng miễn phí network dùng cho lên network hay dùng IP version 4 chúng dùng miễn là dùng rơi chia manual rồi có chia DHCP dynamic nè sự thế nên là bây giờ dùng cho trong network manual dùng ai click lên nhà setting này rồi dùng khơi nâng bịa IP version 4 thì bây giờ click lời viết bà version xem xế ai khó khăn nha ná bần tay xâm ra version mà phải nó cứ để nhóm pra pra cứ bị chanh chậm bần tay vì mình chỉ bật bạc ở dương bật bạc hình gà rô một khơi đỉnh chứ vì mình bịa DHCP manual
computer frame say disable rồi link local. Chứ yên click nó về yên click vô manual viên nó ở yên enable ở yên enter IP address là này. Và sau yên click lên DHCP viên nó bật cái này ở yên bị trộn này. Và rồi yên bị trộn IP address sẵn là MAC gateway với cả IP router nó DNS nó bây giờ sẽ được căn ở nó bây giờ sẽ được lập ra chứ mua chính xác start chưa mình xin bao nhiêu nữa ok nhầm tên là Hyper-V của Windows chờ mới ta để mình okay. Chạy từ từ chạy giờ tao thấy ban từ lần bao nhiêu mà xin học niên nấu và mình từ lần dân thuê sai mình này cả từ lần ban ban gì đây nó cứ là hai người ta ok vậy đến đây rồi sa ban từ lần không sa thuê lần xin bắt từ đầu nhé ban là cứ good bây nè bây đai chú tôi không cử bà là thế nên làm không trời dùng tôi thì về chuẩn là bị trời bình kali nhóm trời ra biển đỡ tay cục này là cử ra biển phung phung này bà dưới lên tay dưới lên tay hãy cho anh chân này min 3DSD Raspbian min lin min min li nhân ai nhân lý tôi ai rồi nó nên lượn nó to cũng được không nhỉ tận tay không tận tay ok cho nhưng cho không nè cái này số application này cả bán như nó khởi setting được app thêm sẽ được cái cho cái này activity cái này mình là dùng search rồi setting đi coi những ai search rồi network thì mình chạy network rồi nó dùng cho tới click tới nên đã sang nhầm tay net plan này tới vì chuột start từ chấm net plan và thông đá về việc trong những interface đội nước năng slide này chẳng này đội nước năng này về nhầm tay net plan đó vì chuột chẳng có đợi nhà tên bàn đồ thị ta chẳng cho những click lên sân nhà setting này do IP version 4 như thế nếu như mà sang về start cứ về những click lên manual bằng click lên DHCP thì bạn vô manual nhà sai đặt chuyện đặt chuyện đặt ưu tiên hồi nhưng mà thì cái về mà tham mưu đặt chuyện người nhận tiền đây chẳng được nhé rồi dừng apply apply về khác nó về dừng apply phím và OS khác cứ bây giờ fake tầm đó tại OS khác cứ bây giờ là fake thế thôi nhưng bật được cả bật disable được cả enable về được cả những stop những start so với viết bằng việc ai enable được class đó là reboot ấy chẳng đâu restart xin chẳng đâu bằng việc apply và chứ những cái mới tiết những ai cho lại như room sinh nhà network những đường miền sinh nhà network nó càng tăng càng lớn này top line này những khởi miền network những cái này thêm được cả mình cái này những ai cho rồi này chứ những ai nên để sao chụp nạp lên nè chứ ai cho không wire setting chạy một lần cái này nên đổi kia đấy để chạy một lần cái này nên đổi kia đấy wire cái này xin quan nữa được điền được kia đấy ok chứ như dạ tem một tớ Nhưng giờ vì DHCP apply
Ok. Chứ như cho đơn tha ta để chặt DHCP bàn ớt nó bây giờ dừng apply nữa. Nhưng ai ta chạy mưu IP chúng ta biết là tên apply liền thế. Nhưng ai chạy mưu tăng comment các bạn cho không terminal. Chúng ta bây giờ comment nằm bây mưu IP vì mình thu chẳng để đó nhé. Thì ai bây IP add các bạn IP address rồi gọi ifconfig. If config về class nó về những tài lang system rồi, vì ở tận miền phía tây như kiểu tài lang net tool lần mới tiện, bạn như ai phải if config bản system class cứ vì ở install mode default. Chứ này IP vì ở tận như khởi thế vì ở tận start phía tây, mấy nhóm vô OV auto mất tích hay, và đây bên nào tổ chức IP start tích nặng, và chứ vì ở tận start phía tây, và sau này vì ở tận start chứ riêng ai bật được bởi vì enable được disable cái sân. Phần này là khẳng định disable enable cái này chứ. Thông ra về miền đâu cái này hàng cái nào. Ừ. Simple phần. Nè thông ra. Chị dựng bật bởi vì chân đó. Cứ viên nào trượt mở bên nhảy này IP DHCP server đại viên tôi bán một cái DHCP server này thế chứng có phần nâng nhưng ai chạy mưa nó không command line mình có khởi đấy terminal chứng như if config nó IP mở rồi chất sắp phí này. Dù mình tu vào sân máy này, vì ai dừng cực cồn thêm terminal ban chứ thêm chẳng. Dù mình chăm bạch bạc đau mùi đau mùi. Và sử dụng. Mình chăm bởi rít viết đó chứ mình tiện zoom. Thế. Zoom. Tự rít viết thông. Thế. Chân nên vì thế assign ta một cái GUI graphic interface. Và sân dương admin interface, dựa lên video server, dựa lên assign ta một cái command line các bạn này. Chân như thế, most GUI based tool make change take effect immediately after you save them. Còn thế, và sân dương vì change automatic tế immediate tế dạng ai disable được re-enable thuộc call button mạnh nâng thuộc call button cái này ná này dạng ai chơi bật bờ thuộc call button này nè bạn này dạng disable re-enable ok rồi dạng ai ប្រើប្រាស់ command បើសិននៅក្នុង Ubuntu យើងអាចប្រើប្រាស់ command នេះ ដើម្បី ឲ្យ វា disable ឬក៏ bật ឬក៏ enable network service ហ្នឹង ឯងសាមើល ឃើញ ឧទាហរណ៍ថា ខ្ញុំ assign វា ទៅ ជា static វិញ ខ្ញុំ ដាក់ IP 10.10.10.10 subnet mask net mask p5.p5.p5.0 gateway .1 ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង ខ្ញុំ apply okay apply ហើយ យើង សាក់ ទៅ មើល នៅ ក្នុង command មក terminal អញ្ចឹង ព្រី ឲ្យ គ្នា យើង មើល ឃើញ តិច បាទ if config if config chỉ khởi đấy vì nó tại triệu mà rồi chơi sập pi chơi một phay tram chơi người bắt sập tram chứng về cái lá cư viên chẳng hạn vì ở đã phải liền liền để chứ những ai bắt bắt start stop gì vì đã được mình sử dụng NMLCLI networking off về những off những trang mới mình apply nhóm đã password user nhóm dẫn ok trên bây giờ off nhưng khi là thông qua một
thế mà này dừng click cái này này vì dừng on với cái tên là đâu bị ấp là on rồi nó cái này on rồi mình cái này dừng ai chạy ai đợi này không đấy là chụp đọc đọc chụp đọc này cần khá nếu chúng tôi Ubuntu tôi đã xem rap ok nên ở đây nhầm bài hay nhầm vừa lấy xem rap xem là ác con mình chỉ khóc như thế đừng được bật xem em mùi tiền nữa start một phần ba này đặt bài này tí tiền Morning send ending start jump yet not in that memory resource ខ្ញុំប្រើ hyper v នេះនឹងវា c resource physical thumb អូ microsoft team team c jumping គេតបមក transfer a បាត់អស់ណាយ៉ាពុំដល់មួយនៅតែធ្លាក់អត់អស់ទៀតស្ដារបានទេដោយសារ memory អត់គ្រប់អញ្ចឹងដើម្បីអាសាញ IP address static តាមរយៈ configuration file នៅក្នុង Ubuntu 20អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ netplan utility netplan នេះគឺនៅក្នុង etc យើងសាកចូលទៅក្នុង cd etc netplan វានឹងឃើញមាន file មួយឈ្មោះ01 network manager all.yaml នេះគឺជា yaml package អញ្ចឹងខ្ញុំសាក sudo ចូលទៅកែ file មួយនេះនេះគឺជា syntax ដែលយើងប្រើដើម្បី assign IP address នៅក្នុង YAML នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកែពី10ទៅដាក់100ណា 10.10.100.10 វិញឬក៏កុំឲ្យវាមើលទៅដូចគ្នាពេកខ្ញុំអាចដាក់172.16.72 ណា .16.10.10.10ចឹងទៅស្ថាន24ធម្មតា VA gateway ខ្ញុំដាក់ថា 172.16.10.1 ណាហើយខ្ញុំ save បាទអញ្ចឹង server វា affect ហើយនៅ172អត់ទាន់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ start net plan នេះដោយយើងប្រើប្រាស់ command sudo jk ดูยังเพลทได้ไNet plan apply Net plan apply โอ oh, ้จังสิไอ้เกียนี่address 172.16.10.24 must be ខុសអីគេមក 172.16 លោកគ្រូលើចុច1នៅកន្លែងកន្លែងណាអូខាងចុងគេចាបាទឃើញហើយមិនខ្ញុំថាដាក់100ហ្នឹងដាក់ចឹងទៅតែលើកន្លែងនេះណាអរគុណបាទឥឡូវយើង start net plan apply ម្ដងទៀតโอเคចឹងលើនេះវាគួរតែ apply IP static ដែលយើងកំណត់មិញហើយអញ្ចឹងយើងអាច if config ឬក៏ IP address ណាជួបហើយនៅបាទនេះ 172.16.10.10 នេះយើងមើលកន្លែង inet នេះបើស្អីយើងប្រើប្រាស់ comment IP add
Mình sẽ dùng phần ít phần phích ở đội chú này. Này, đập, ông rời dân bi chơi đập một mươi, chơi đập chơi đập. Ok, nó bây giờ dùng phần nạp plan. Dương tùm mơ nó lơ setting này, cứ dùng miền setting rồi bỏ nạp plan này, nạp plan này. Khoa viên mạnh nhé. Chơi dương ai remove nạp plan nâng tránh. Bây giờ dùng đăng sang về sạc máy. Mình cái này remove bây giờ ai remove chứ thì muốn remove cái này đi bàn là cái chụp bàn này cái chế về chụp IP net plan đây là sign dữ liệu net start tại tam địa configuration file này và tam địa configuration file đồng bay assign IP nơi lơ sân ế chứ graphic khó không khó khăn nhiệt đấy nè, phần tế bác sân dưới assign tam dưới configuration file nơi khăn ông sân ế cứ dưới trao cho được cái file etc slash config slash network script root chmua file ethernet bỏ dưới bác sân dưới xin dưới chanh ethernet bỏ mát dưới rô mơ file chmua ethernet nâng ấy bởi dưới cho tớ cái dưới bây giờ trò thôi dương nâng khơi pha không được chơi sân bảo vệ này nè rồi dương miền bây giờ dương trò cầm nát cứ bút proto bây giờ dương vô vị trí static nhưng là sai vị trí static dương vô vị trí static bây giờ dương ở vị trí DHCP client client này dương trò đặt thả DHCP client nè bây giờ dương vô vị trí static feature là dương trò add cứ miền là IP at all IP address là dương trò cầm nát nữa và slash prefix về man default gateway về man miền IP DNS miền ấy vấn đề được không nhỉ bạn the IP DNS on boot yes or no chmua device bởi dương ethernet bởi dương on boot yes or no và sẽ dương vô no nó phải làm xin dương on boot we ought apply IP nâng tế bởi disable và sẽ dương vô yes nó phải làm xin dương reboot we nâng apply we có enable IP nâng nhâm sạc bờ cho mình mát Sun OS 8 bờ tạm dịa WSL bình bờ nữa ok chẳng này cứ chia sẻ là em nó khả năng WSL bờ nhóm LSB release đã ế LSB release nó chỉ lòng này, tôi đã ban đây nó không dùng tu về cat etc channel s list và nên cứ chia channel s version 7 cho dùng chạy mưu IP với if config thì khởi vì mà rồi chất bị chất phải buồn nó chỉ IP đây vì apply một PDHCP server cho dùng ai cho được cái IP static ban được nó etc config network script nhưng cho mơ khăn này miền file lại kì khác này miền file ethernet ns3 này nước miền ọt chẳng này đã ethernet 0 ta mấy khó khăn này dần khó khăn này chẳng lại apply ở chỗ thế này nano sudo nano ifcfg thể như xạ kèm á cho bây giờ dùng cái on boot dài hơi đi vai bởi dưới chung mùa này nèm ethernet ENS3 đưa ra trâu dùng mùa này cảm ơn anh chứ boot proto dùng trâu đã về chia static rồi dùng cho sang viên đời static sân dùng đã về static chứ dùng trâu thêm parameter mà dùng luôn về chia IP at all mà lấy IP để dùng cho sang nữa ủy thọ thật đọc chơi đọc chơi đọc chơi đọc RV RV case sensitive nó khăn này hình này RV smart prefix slash man smart man RV smart ủy thọ thật đọc chơi mùi prefix smart slash mà phải buồn chân mến ở mình slash ok
prefix smart 24 như dạng stem á. Hãy sửa ta bây giờ phải giải nấu. Mình tên là phải tế. Chẳng như trao restart sử vi. Vì được turn off, turn on dạng mình. Chẳng là không xin nào S. Đừng bây bật bật sử vi bảo vi cứ như trao ra command là gì vậy. Command vi update trở ấn. Chẳng tấu tam vi ở tuần. Dạng mơ command này nữa. Sudo sử vi networking stop not form of scarlet support command at sudo nmci networking of could not connect no site file directory at support command tiếp. Do if done in S3 at the port command tiết. If done if up thêm mạch tờ mình tính nữa. How to start network service in CentOS 8. Khi chúng mới về slide thằng mạch khá. Ok, start para command này mùi mà. Start. Đó. Dạ, sẽ ghi chứ. You need to create those before using this service. To learn about WSL, we are support, both are support feature running. Let's go to command here. We are main file. Open support directory. WSL này dùng một phần cắt mến. Nên tầm bớt viên miên command này đại. Tần đại về dùng vậy tới việc cửa. Bà xanh dùng nó không viên về dùng thông đá về cửa. Cửa thà nó không ní. WSL về dùng tầm lạc mối về. Về feature bỏ về. Mình start anh tìm này. Hát cơ physical memory tiền. Ok. Này tê, dừng ai sẽ tê. Mơ khôn dương bàn ngọt khả nế. Lý tê. Chẳng đời xa phê về lê dương đào mông phê gái. Tạm nên xâm nụ ấy chẳng xua còn lại nữa. Hello. Anh ấy là cụ. Bà. Cứu giảm chui tự lệ mê riêng ai phong một cụ. Đã, đã. Chẳng bà sân thì ở miền này tới những ai break đập ram này thì sân bán á. Mình tư sân sắp hãy. Chẳng lực cụ. Bà. 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 Chụp. Đập ram này thì.